Chào. Hả? Chào chào chào. À, lạ lạ hả? Đồ Ấn Độ không? Đồ có mấy mày mình sư Ấn Độ. Nhưng mà sư phụ chế biến ra thêm. Cho cô ổng lắm. Đồ có mấy ông mình sư Ấn Độ nó già lắm. Quý vị mới thở thiền phải không? Giờ mình tĩnh lặng một chút ha. Sư làm cho quý vị thiền một chút xíu. Đây, đồng tu miền Bắc không đó hả? Bắc không, mình chia ra hai nhóm gì đó hả? Chứ không thôi quý vị dồn về thiền đường Campuchia chỗ nào chứa? Thiền đường nó có 6 mẫu đất à. Thôi thì quý vị gắn ngồi thiền. Có ai mà lần đầu tiên gặp sư phụ không? Lần đầu tiên đó. Hào đông gì đó hả? Ồ, sắp đặt cho mấy người lần đầu tiên không đó hả? Tại sao quý vị không chờ sư phụ về rồi mình gặp luôn? Thì đâu có lâu đâu, quý vị cũng chờ bao nhiêu ngàn năm rồi. Thấy chứ? 1.000 năm đô hộ vật tạo, ta thấy chiến tranh ta không thèm về. Ta không thèm xuống. 100 năm đô hộ vật Tây, đánh hoài ta không thèm đến. 50 năm giải chiến hoài sợ quá, ở Ấn Độ luôn. Thấy không? Không, không muốn về nữa, không không muốn đến nữa. Sợ quá rồi. Ok.
Thì quý vị chờ chứ, từ từ tôi về chứ, gấp rút gì dữ vậy, mình từ từ chứ. Còn không thì mình về chở mình gặp. Mong mỏi về đó hả? Nhưng mà từ từ về chứ, để sư phụ đi dạo dạo nước ngoài đi. Chừng nào già râu tới đây rồi từ từ sẽ tính ha. Bắt đầu về nó mới kính lào tắc thọ được. Còn giờ nó thấy mặt chạy trẻ nó kêu hey, ông đó hay là anh đó không thôi bị người ta yêu nữa. Kéo màn qua luôn con cho nó có gió con. Đúng không, kéo màn qua con. Đó trời ơi, khai ngộ gì hết trơn. Bên đây nữa con, bên đây nữa con gái, bên đây nữa. Con gái chắc chưa bây giờ quẹt dọn nhà cửa. Trên màn gì cũng không biết hết trơn. Bên đây nữa nè, bên đây nè con, kéo qua con. Bên đây nữa. Bảo đảm con gái cái này là ở nhà ăn không ngồi rồi à. Thấy gì sao đi làm dâu được ai đây? Thấy chưa? À, bây giờ sức mấy giờ đi làm dâu nữa phải không? Còn không, còn không? Mình bắt con đi làm dâu không? Có nữa hả? Sao mà cổ lộ sĩ vậy? Hả? Giờ còn làm dâu nữa sao? Ít thôi hả? Chắc cái vùng quê thôi vậy? Chứ bây giờ vùng quê chứ đâu phải là có thiệt đâu. Hả? Ít nó hả? Nó tự, nó cưới nhau xong nó tự ra mà nở hết trơn rồi. Còn hai ông bà già ở đâu? Lo nhau thôi. Ôi trời ơi. Vậy là thời gian nữa là bảo đảm Việt Nam mình có nhà dưỡng lão rồi. Có rồi đó hả? Chuẩn bị sẵn rồi đó hả? Bắt đầu vô dưỡng lão ở. Rồi mình kiếm tiền vô dưỡng lão mình ở thôi. Mua bảo hiểm trước à, họ đưa vô đó. Họ đi làm thôi chỉ trả tiền thôi. Hay là nhà cửa ông bà làm hồi xưa nhiều nó bán lấy tiền cho bà. Wow. Hồi xưa sư phụ về Hà Tây ta cũng định cái miếng đất rộng của mình Hà Tây á. Sư phụ nghĩ chắc sư phụ làm cái dưỡng lão cho mấy bà đó được á, thấy chưa? Đất Hà Tây cũng rộng mà, phải không? Chưa tưởng cắt nhà dưỡng lão một dọc là mấy bà là khoái lắm rồi đó, thấy chưa? Thôi vô cho sư phụ lo cho nó chẳng à. Mà ở đây với Campuchia mà quý vị mà ở đây quý vị qua dưỡng lão cũng được này, đâu sao đâu nè, mấy vị lớn tuổi đó có thể thí dụ như là muốn ở đây mấy tháng gì đó rồi đợi đi về cũng được, thấy không? Sư phụ cho phép quý vị. Người nào không bận con cái gì đó thì quý vị có thể qua ở đây tu hành. Rồi kêu bằng cảm thấy mà nhớ cháu, nhớ con thì đi về. Mình không cần phải, kêu bằng không cần phải bó buộc mình, đời người ngắn ngủi. Quý vị đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ phải lo cho linh hồn của mình chứ. Mình phải lo tu cho linh hồn mình nữa. Chứ giờ hồi còn trẻ thì mình có gia đình, mình nuôi con nuôi cái phải không? Vất vả nuôi nó quá quá nhiều rồi, nó lớn khôn rồi, bây giờ quý vị lo thêm nuôi thêm đời nữa. Nó đẻ ra xong nó đem lại cho bà nội bà ngoại nuôi tiếp. Phải vậy không? Không nuôi thì nó buồn, nó... tại sao bà không thăm cháu? Tại sao bà không nuôi cháu? Như vậy đó. Còn hồi xưa nuôi nó gần chết phải không? Ẩm bồng mà thời đó là cái thời gì? Chiến tranh nữa. Có phải vậy không? Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà phải nhín lại cho nó ăn nữa. Vất vả rồi phải đi làm kiếm miếng ăn mảnh áo, phải lo cho nó rồi lo cho tương lai cho nó nữa. Rồi bây giờ nó lớn rồi, nó đẻ ra xong con cái nó rồi, bắt đầu nó đem lại cho bà nuôi tiếp. Thì đâu có hiếu đâu, thấy không? Đứa con có hiếu nhất là đứa con tu hành. Thấy chưa? Biết tu hành, biết thiền định là một đứa con hiếu thuận nhất. Cho nên là thời bây giờ chắc con cái nó cũng ý thức rồi phải không? Nó sanh con ra là nó tự đi gỡ chỗ khác rồi. Trừ khi quý vị làm bà cổ lỗ sĩ. Bám vào, không cho gì? Không cho con nó gỡ được chỗ khác. Thấy không? Ý là nghiệp chướng đó, mình cứ bám hoài vậy đó rồi sao rồi tu. Cho nên quý vị phải có ý thức một chút. Mình phải buông bỏ bớt đi, cuộc đời người ngắn ngủi. Mình có trên bước đường mình tu được, mình gắng mình tu ngày nào hay ngày nấy, thả lỏng mình, vô cùng thả lỏng mình, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng là đem cho mình một niềm an lạc, một niềm hạnh phúc, một niềm vui trong tâm mình. Thấy không? Đời cuộc đời con người vui thì ít, buồn thì nhiều. Thấy chưa? Hạnh phúc thì ít mà bất hạnh thì lại nhiều, đâu đâu ai cũng vậy cả. Thấy chưa? Thì thôi giờ mình tạo cho mình cuộc sống vui hơn. Thấy chưa? Tuy mình biết nó không bao giờ hoàn mỹ, không bao giờ nhiều. Cuộc đời người đâu có ai đâu mà vui hoài được đâu. Thôi bây giờ mình làm gì? Mình thả lỏng mình. Thả lỏng mình tu. Ở nhà mình cũng tu.
Rồi mình kêu bằng làm lụng gì đó, mình biết rằng thế giới vật chất, mình phải cần có vật chất thì mình cứ làm. Mình làm vừa đủ cho cuộc sống của mình, gọi là cung cấp cho cái nhục thể này. Sau đó mình ngồi thiền, mình thiền. Thấy chưa? Sau khi mình thiền rồi mình cảm thấy có một cái sự an lạc trong tâm mình, mình giữ cái cuộc đời của mình cho nó tốt. Khi mình chết rồi không có ai bên cạnh mình đâu. Lúc quý vị ra đi rồi không có một người nào bên cạnh quý vị, chỉ có minh sư bên cạnh quý vị mà thôi. Không có ai hết trơn, con cái, cha mẹ, chồng vợ, gọi là cháu chắc vậy, nó chỉ biết nó ôm cái xác nó khóc thôi. Rồi tử thần đến kéo mình nó cũng không thấy nữa, nó cứ khóc thôi, đâu có làm được chuyện gì đây. Quý vị hiểu chưa? Giống như quý vị thấy không, lúc quý vị bệnh hoạn đó, đau nhất đó, hiểu chưa? Đó là nghiệp chướng đang hành hạ mình. Về bao nhiêu con cái bên cạnh mình cũng đâu có quánh nghiệp chướng được đâu. Các bạn làm gì giờ? Quý vị gào hét lên, quý vị kêu cầu con cái giúp bà đi, vân vân, giờ bà đau quá rồi, quý vị giúp gì được, ai giúp mình? Quý vị thấy chưa? Quý vị chỉ biết gọi là gào hét với bản thân của mình, với thân thể của mình thôi. Mình cứ vằn vặt vào cái sự đau đớn này của mình, để cho cái nghiệp lực này nó hành hạ đủ rồi thì nó sẽ buông mình trong một thời gian nào đó thôi. Thấy chưa? Đây là một cái việc là mình phải gì? Mình phải nhắc nhở mình để trên bước đường tu hành của mình nó tốt hơn. Mang thân xác con người, cái đầu này nó phiền lắm, nó tính toán, nó rắc rối, nó nhơ nhung, thấy không? Rồi nó buồn bã, nó đem đến cho mình bao nhiêu sự gọi là khắc nghiệt đến cho mình, bao nhiêu sự không lành cho cuộc sống của mình đó. Nó bám điều này, nó bám điều kia, nó suy nghĩ như vậy, nó suy nghĩ cái kia, để cho cuộc sống mình như vậy, con cháu nó như vậy, bây giờ con nó lớn rồi mình cũng không buông nó được. Thấy chưa? Lớn gì buông gì, thấy nó lỡ mà nó có chồng có vợ hạnh phúc thì còn đỡ, mà nó không hạnh phúc chết. Thấy chưa? Nó đem bầy con gì cho mình nuôi, hay là nó không đem gì nuôi nữa, nó sống trước mặt của mình vất vả thì quý vị làm sao mà nở lòng nào mà nhìn thấy nó vất vả. Thấy không? Là vậy, quý vị phải làm gì? Phải nhảy vô, xen vào. Có là gì? Xen vào nghiệp chướng. Thấy chưa? Có người nào đâu mà ngồi đó mà nhìn vào con mình khổ bao giờ? Phải chấp nhận đó. Quý vị thấy chưa? Rồi gặp con cái nữa, thời bây giờ nữa, quý vị hồi nhỏ nó thì quý vị gọi là vất vả làm việc kiếm tiền, kêu là lo miếng ăn mảnh áo, quý vị lo tất cả gì cho nó, phải không? Lo nhà, lo cửa, lo tất cả cho nó, bán hết tất cả tài sản luôn, cả cái mạng của mình cũng muốn cúng dường cho nó hết rồi. Cái nó lớn lên, cái bắt đầu nó làm được chuyện gì đó là mình già rồi, mình làm hết nổi. Bao nhiêu tiền của mình nuôi nó tới lớn rồi đó, bắt đầu nó làm được cái đó, nó nói con nuôi mẹ, con cho mẹ. Trời, nó trả nợ cái lợi hả, 10 đời nó còn chưa hết nữa, đừng lấy nó cho mẹ. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Là vậy, gọi cái người mẹ hay là người cha gì đó không có nghĩ đến vấn đề đó. Với cha mẹ, người nào đâu có ai mà mong muốn cho con mình đền đáp đâu. Rồi con nó cho được cái gì, bắt đầu nó sẽ trách móc đó. Đi đâu nó không thích, nó nói tại sao đi, bắt đầu nó điều khiển đó. Quý vị hiểu không? Rồi quý vị buồn đi nữa, tại vì già rồi làm gì ra tiền, già rồi làm gì được nữa. Thế đó, hồi xưa còn trẻ thì làm bao nhiêu rồi bù vô cái gốc đó. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Bù vô hết tất cả mọi thứ đó, tới chừng nó lớn lên, nó đủ lông đủ cánh, nó có được tất cả mọi thứ của nó rồi, bắt đầu nó làm được chút đỉnh, bắt đầu nó gì, mình lơ, mình già rồi, hết rồi, hết sức làm rồi, bắt đầu nó nói nó nuôi mình vân vân, như thật sự đâu phải là nuôi. Quý vị hiểu chưa? Tất cả của mình đầu tư vô đó thôi, nó vẫn nằm đó. Tiền của gì của nó, sức lực gì của nó, tất cả những gì của nó có được từ trí thức này, từ học hành, từ lớn khôn, từ xương máu của nó vân vân, đều là mình tạo cả. Quý vị tạo hết. Quý vị hiểu sư phụ không? Mình tạo hết. Những gì của nó lớn khôn bằng nhục thể này, nó lớn bao nhiêu là bàn tay của mình đó. Xương máu của quý vị, sức lực của quý vị đây, cơm gạo mà quý vị đã lặn học từng đồng từng xu để mà nuôi cái nhục thể này lớn lên, nhiều đứa con không biết cái điều này. Thấy chưa? Rồi bắt đầu sẽ có một chuyện gì đó không lành, đầu tự sát tự vẫn. Cho nên tại sao trong cái luật của càn khôn vũ trụ á, người nào tự sát tự vẫn là luật nhân quả đẩy xuống hố sâu vực thẳm liệt, hành hạ đời đời kiếp kiếp không bao giờ cho nó ngóc đầu.
Đây là một cái luật của càn khôn vũ trụ, luật của tam giới, luật của nhân quả này. Đẩy cái người mà họ tự vận, bởi vì họ nó không biết cái công lao của người cha người mẹ, và không biết công lao của thầy cô bạn, không biết công lao của trời đất mà tạo dựng cho cái nhục thể này lớn lên nữa, bị chút xíu việc là bắt đầu tự vận. Thế hiểu số phận không? Tự vận chết, đầu quỷ bỏ đi cái nhục thể. Lúc mình quỷ bỏ đi cái nhục thể chính là mình đã quỷ bỏ tất cả mọi cái ơn huệ của trời đất, ơn huệ của cha mẹ, ơn huệ của tổ tông, ơn huệ của thầy bạn, ơn huệ của tất cả mọi người. Mình đi trên đường mình cũng vẫn mang ơn huệ người ta như thường, thế chứ người ta làm đường cho mình đi, thế chứ. Là vậy, mình ăn một miếng cơm, nếu quý vị biết, quý vị ăn một bát cơm thì biết rằng bao nhiêu những sự nhọc nhằn của những người làm nông không? Quý vị làm nông quý vị biết mà, mùa đông Hà Nội coi, xuống dưới nước coi quý vị biết làm sao, lên bờ tay chân quý vị cứng đơ hết, lạnh phải không? Sư phụ đi miền Bắc kìa, sư phụ đi vòng, sư phụ thấy những mấy cái bà làm nông đó cực vô cùng. Vậy là cực, mà đôi khi phải cấy từng tấp mạ đó, phải khum gì, có bà khum lên rồi đứng lại đứng không nổi nữa, mà cũng phải làm, phải cấy từng bụi như vậy. Rồi các bà cấy xong rồi phải mỗi ngày lớn chút xíu là mỗi ngày phải đi ra thăm, phải nhổ từng cọng cỏ, thợ chuột ăn, rồi sợ gầy, sợ những con sâu, con bọ, con vi khuẩn nó chiếm lấy nữa. Rồi cắt được một chút đó rồi đem đi nuôi con, thấy chưa? Hoặc là đem đi bán đi, những người mà ăn được một bát cơm này, bao nhiêu những cái ơn huệ, bao nhiêu công lao của những nhà nông. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy nó công lao nó chưa? Lớn lắm. Nhiều người ăn rồi mà không biết quý. Nhiều người họ ăn cơm họ không biết quý đó, cho nên họ bỏ thừa thải đi cho những người đó, kiếp sau họ không có ăn đâu. Cho quý vị thấy nhiều nhân gian này, nhiều người mà đến nỗi mà cơm không có ăn đó, hiểu chưa? Cũng vì họ không biết quý. Hoặc là có nhiều người có cơm ăn nhưng mà ăn không vô, ăn không được á, ăn chút một ngày, ăn chút xíu thôi mà ăn không được cơm, cơm ăn không được, ăn không được á, nghe là mang một chứng bệnh á, rồi chứng bệnh gì không biết mà ăn không được, ăn ngày một chút thôi, hoặc là phải cần thuốc rồi phải cần đến khi chết thôi, hoặc là có người nằm đó luôn, nằm đó ăn không được điều gì hết, sống trên đời mỗi ngày thấy bát cơm nhưng nuốt không vô, nuốt không lọt cái cổ nó cổ họng này. Quý vị biết rồi, trên thế gian này chúng ta hằng hà sa số những điều này. Có nhiều người nuốt không vô bát cơm, mỗi ngày nuốt không vô mà nằm đó vậy thôi, nằm trong bệnh viện đó rồi tiêm một cái gì, một loại thuốc đó thôi, rồi mình nói là người đó bị bệnh này bệnh kia bệnh nọ theo cái xạo của khoa học. Khoa học nó ở thân thể này bệnh kia, nhưng vốn của nó là một cái nghiệp chướng, luật nhân quả hành hạ họ, bởi vì đời trước họ quá phí phạm, đời này họ phải trả những cái nghiệp chướng này, đời này họ phải chấp nhận mà họ nằm đó mà họ phải trả, chết mà chết, không chết mà sống mà cũng không sống, họ nằm đó vậy thôi, ăn cũng không được. Có nhiều người ăn được suốt ngày, vì hay chứ? Cho nên là gì, quý vị, như mình như là một thân xác con người quý lắm, mà thân xác con người vô cùng quý, có pháp rồi quý vị gắng gìn giữ cho mình tu, hiểu chưa? Cho mình cuộc sống của mình mong mỏi mỗi ngày, quý vị đã vất vả rồi, ngày xưa quý vị đã cực khổ quá nhiều rồi, ha? Vì cái đất nước này, cái đất nước của mình đã vất vả quá nhiều với cuộc sống, với tất cả mọi thứ mình đã gọi là chịu bao nhiêu sự khó khăn rồi, bây giờ lớn tuổi rồi, quý vị thấy chứ? Giờ lớn rồi, thân thể hồi xưa quý vị mạnh như thế nào? Chạy xe đạp bao nhiêu cây số cũng không sao, phải không? Chân cẳng mình khỏe, phải không? Bây giờ quý vị coi chân cẳng quý vị như cỡ nào? Bây giờ là cái bằng gì, xương cốt nó đã lỏng hết rồi đó. Nó đã mòn hết rồi. Đầu ngồi đâu bắt đầu nhức đó, ngồi đâu đau đó bắt đầu đó. Đầu nó đau nhức đủ thứ từ trên xuống dưới, nhức cẳng, nhức chân, nhức đầu. Lâu rồi nó nhức rồi. Bởi vì cái cuộc sống này đây, cái thời gian của cái giá đất này chúng ta, nó lấy đi những cái gì? Cái sức lực của con người của mình, nó hút đi những cái lực lượng này. Mình ở thế gian này càng lâu thì mình càng mòn mỏi,
càng lâu thì mình càng mệt mỏi vậy thôi. Thế là cái thân thể này nó làm cho mình buồn bã, đau khổ, nhức mỏi suốt ngày, không bao giờ ngừng, không bao giờ hết được cái nghiệp này, trừ khi mình có tu. Cho nên bây giờ quý vị đã thiền rồi, quý vị đã thiền, quý vị đã tu, quý vị đã có cái pháp thiền rồi, quý vị mỗi ngày mình chích ra thời gian của mình ngồi thiền, bất luận mình có điều gì đó khó khăn mình cũng ngồi. Một bên nữa có sự hỗ trợ của Ruma, ok. Mỗi ngày mình thiền thì mình chích ra thời giờ của mình. Quý vị con cái lớn rồi, quý vị biết đừng bám nó nữa. Quý vị bám nó hoài, còn nó bám mình quá, mình cắt bỏ bớt đi, để mình tu cho mình nữa. Quý vị không tu cho quý vị rồi làm sao quý vị giúp nó được? Bây giờ mình phải cắt đi cái nhân quả từ đây. Lúc quý vị đã truyền tâm ấn rồi là năm đời tổ tiên của mình được siêu thăng, hiểu chưa? Luôn cả gì, những cái gọi là con cháu sau này của mình cũng đều hưởng đi cái phước báo công đức tu hành của mình. Bất luận con cháu, cháu chắc sau này, đời đời sau này nó cũng đều hưởng được cái công đức thiền định, công đức tu hành, công đức mà mình gặp được minh sư trong đời này của mình luôn. Thấy không? Đều là dẹp đi hết tất cả mọi thứ là vậy. Luôn cả nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của quý vị, sư phụ đều đốt hết cho quý vị, chỉ để lại nghiệp chướng một đời này thôi. Đời này bất cứ nghiệp chướng gì trong đời này của quý vị, nó đã vô cái kho này đó, vô cái nó đã định rồi chỗ này đó, thấy không? Là đều đốt hết. Còn nào trong cái kho là phóng lửa tam muội đốt hết cái kho cho quý vị, đốt luôn cả, đốt cái hồi ký tam giới cho quý vị là khỏe. Nghe chưa? Sư phụ không muốn dùng cái kho nghiệp chướng mà ta dùng nói gì? Hồi ký tam giới. Hiểu chưa? Bởi vì con người chúng ta ai cũng có những cái hồi ký của mình cả, gọi là nhật ký, nhật ký lâm ly vi đát á. Quý vị hiểu sư phụ nói mà ha? Cho quý vị thấy là cái sư phụ có cái nhật ký đó, thấy chưa? Hồi ký 1, hồi ký 2 đó, lâm ly vi đát, thấy chưa? Ôi trời ơi, lúc đó yêu đương ỉ mị, muốn đi tu mà tu sao không còn nhớ nhung ha? Bây giờ cô đẹp quá không thở. Cũng bởi vì cái đó đó, hiểu chưa? Bởi vì cặp mắt này nhìn cái đẹp và cái xấu, hiểu chưa? Nhìn cái tốt và cái xấu này đây, cái đúng cái sai này đây, mà lưu luyến rồi, ôi trời ơi, quý vị không biết mà như vậy mà ta còn thành Phật được đây. Quý vị thấy chưa? Hào huống chi nhiều người thanh niên thì chưa bao giờ được yêu mà nó không chịu thành Phật đấy nè. Cho nên là chứ phụ nói là tụi con chưa có yêu sớm, hồi xưa ta mới có 20 là đã dính tình yêu mất tiêu rồi, bị người ta yêu rồi, thấy chưa? Rồi người ta yêu mình yêu lại. Cho nên quý vị biết rằng là tất cả mọi thứ là do mình, nghe không? Cho nên mình phải tranh đấu lên, mình tu hành, mình truyền tâm ấn rồi là tất cả cái hồi ký tam giới của mình là minh sư đốt hết cho mình đây. Hay chưa? Những gì của mình trong đời này mình chưa viết xuống đó, nó còn lung lung đó, minh sư không thể nào đốt được. Cho nên cái này của mình là minh sư sẽ để lại cho mình, để cho mình trả nó. Hay chưa? Còn cái tất cả những hồi ký nào mà luật nhân quả đã lặt ra và đã viết xuống hết cho mình, đời đời kiếp kiếp đã viết xuống hết cho mình đó, tất cả là đó, thì cái đó là minh sư đốt hết được cho mình. Cho người Việt Nam có câu cây dao hay đó, hay chưa? Có câu thời xưa đó là gì? Con người chúng ta đó, hai vai đều có thần linh ghi chép đó. Quý vị biết câu này miền Nam có nói phải không? Là hai vai của con người chúng ta làm bất cứ điều gì cũng có thần linh ghi chép lại hết đó. Làm tốt ghi chép tốt, làm xấu ghi chép xấu đó. Người miền Nam miền Bắc giống nhau phải không? Việt Nam mình nói có câu này mà, trời ơi, tiếng Việt giỏi chưa? Thấy chưa? Ok. Cho nên là đây là mình gọi là nghiệp chướng đó, nghiệp chướng tù kho, hiểu chưa? Giờ dùng tất cả ngôn ngữ nào cũng được, hiểu chưa? Cho nên là đây là mình gọi là nghiệp chướng ghi vào trong hồi ký của tam giới. Cho nên tất cả những thần linh ghi chép bất cứ cái gì của quý vị, đời đời kiếp kiếp nó ghi chép hoài, hiểu chưa? Ghi chép rồi, xong rồi, người này qua ra đời, nhìn lại cuốn hồi ký, anh này, cô này có nhiều phước báo, đẩy qua cái chỗ sung sướng, anh này nghiệp chướng, đạp xuống luân hồi làm người nghèo khổ, rồi cứ tạo đi, rồi ghi chép tiếp, ghi hoài, ghi không ngừng,
Cuốn hồi ký không bao giờ gọi là có biên giới, nó không bao giờ gọi là cái cuối trang. Nó chỉ ghi từ trang 1 đến trang hoài thôi, không bao giờ có chấm dứt. Vì nó không có con số để ngừng. Cho nên cuốn hồi ký của loài người là vậy. Cho nên là lúc quý vị truyền tâm ấn rồi, cho nên minh sư úp cuốn hồi ký của quý vị lại, đem là đem làm gì? Liện vô lò của Thái Thượng Lão Quân cho ông chụm củi. Sẵn đó ông làm gì? Ông dùng đó để mà ông bào chế thuốc luôn, thấy không? Mấy năm nay Thái Thượng Lão Quân khỏe lắm, ông không cần đi kiếm củi. Cho nên là cái gì? Minh sư dễ dàng đốt lắm. Cho nên rất là hợp tình, hợp lý, phải không? Cho nên quý vị, cái nghiệp chướng nào mà quý vị lực cái bằng cái gì? Thần linh hai giai chưa ghi xuống trong cuộc đời của mình đây. Là cái này minh sư để lại cho quý vị, để cho quý vị giữ lại cái nhục thể này. Thấy không? Rồi sau đó rồi, mỗi ngày quý vị thiền, mỗi ngày quý vị trả được bao nhiêu quý vị trả. Minh sư còn lại bao nhiêu đó đó là sau khi trang cuối cuộc đời mình khép lại rồi, thần linh sẽ gom lại và viết tiếp. Xong rồi, đưa cho ai? Dĩ nhiên đưa cho minh sư chứ. Đưa cho người chủ chứ. Người này, học trò của ông đây, hồi ký của nó còn dư lại vài trang đây, ông làm gì? Đưa đây, ta cho Thái Thượng Lão Quân đốt luôn cho nó xong. Ok, đó là vậy, nghe không? Cho nên là một đời giải thoát là vậy. Bây giờ mình có khổ bao nhiêu, mình có sướng bao nhiêu, hay là mình có bất hạnh điều gì ở nhân gian này đi nữa, đây cũng là một đời này thôi. Một đời này mình đi về thế giới an lạc của mình, thế giới giải thoát của mình, một sự gọi là đẹp đẽ trên những cái thế giới. Mình không bao giờ xuống nhân gian này, mình không bao giờ liên quan đến tam giới này nữa. Hiểu chưa? Mình không thuộc về của tam giới, mình đi ra khỏi cái luật nhân quả này. Mình thông dong mình đi, đi về thế giới của minh sư, đi về thế giới giải thoát của mình tu. Cho nên quý vị gọi là gì? Nhìn thời gian của mình thiền càng nhiều hơn. Tại sao mình thiền nhiều? Không phải quý vị thiền mà quý vị đi về thế giới đó. Cho quý vị từng tuổi này rồi, quý vị truyền tâm ấn bao nhiêu? Từng tuổi này, bữa trước, hôm kia vậy đó. Trước khi sư phụ đến, có ông bà đến mà bảy mấy tuổi cũng đến rồi, phải không? Bắt truyền tâm ấn phải không? Phải không? Đã rồi mới ok. Thấy chưa? Bảy mấy tuổi quý vị thiền được bao nhiêu? Thấy chưa? Nhưng mà gì? Quý vị cũng vẫn có công đức mà quý vị đi về như thường. Cho nên quý vị làm gì? Tranh thủ thời gian mình thiền. Thiền là để làm cho mình gọi là gì? Yên lặng lại. Kêu bằng tập cho mình quen thôi. Quen đi vô và đi ra. Mỗi ngày quý vị ngồi đây, nhắm mắt lại tập trung vào đây. Tập cho quý vị đi quen, đi vô, đi ra. Và tập cho quý vị biết minh sư như thế nào. Hình dáng ở ngoài và hình dáng ở trong. Và tập cho quý vị nhìn vào trong và nhìn vào ngoài. Hiểu chưa? Tập cho quý vị nhìn ánh sáng thôi, tập thôi. Tập cho quý vị thôi, chứ quý vị làm chưa có được đâu, vì chưa có một mình mà giải thoát được đâu. Vì tuổi này rồi, mà quý vị làm sao mà giải thoát được? Làm sao quý vị tu được bao nhiêu? Tập thôi, tập luyện quý vị, cho quý vị coi bằng là cái gì? Với thân thể này mình nằm xuống, thậm chí mình đó mình ngủ, mình cái linh thể mình đi ra, mình đi vô cho nó quen. Để gì? Cho quý vị đi quen, đi ra, đi vô. Lúc trang cuối cuộc đời của mình, minh sư đến kéo, đưa quý vị ra một cách dễ dàng, nhanh chóng, khỏe. Quý vị không có bị dằn vặt đau khổ nằm đó mà cái gì chết không chết mà sống không sống đó, hành hạ thể xác rồi báo cho con cho cái nữa, nó phải lo nữa là vậy. Cho nên quý vị tập cho mình đi linh thể này, mình đi ra, mình đi vô, mình đi ra, mình đi vô mỗi ngày. Trong lúc quý vị thiền mình thiếp đi, đó cũng là cái linh hồn của mình, gọi là Phật tánh của mình nó đi ra. Lúc mình ngủ đi thì Phật tánh mình đi ra, vì thầy chờ đón ở ngoài, đưa mình lên trên kia để mà tu. Trên đó quý vị mới tu. Mỗi ngày quý vị mình gọi là ngồi thiền, phải không? Chỉ tập thôi. Tập cho mình yên lặng, tập cho mình cái Phật tánh đi ra đi vô dễ dàng, tập cho mình bằng lòng với cái gì mà mình thấy, cái gì mà mình đã nhìn nó đó. Tập cho mình bằng lòng để nghe những dòng âm lưu này,
nghe những tiếng gọi của Thượng Đế thôi. Quý vị thấy không? Cái âm thanh đó là một tiếng của Thượng Đế đó. Âm thanh này là bên trong của quý vị hết đó. Những âm thanh mà sư phụ mới làm hoàn toàn là bên trong của quý vị. Tập cho quý vị thôi, tập mỗi ngày mà tập cho quý vị. Quý vị tự tập cho mình, quý vị càng ngồi càng nhiều thì mình tập cho mình càng nhiều vậy thôi. Quý vị hiểu chưa? Cho quen rồi, trang cuối cuộc đời mình khép lại, quý vị đi nhanh lắm, khỏe lắm, vô cùng khỏe. Mà mỗi ngày mình cũng vẫn khỏe nữa. Cho nên sư phụ, đây cái công đức này, cái lực lượng này nó đều gia trì cho con cái, cháu chắt của mình đời đời xài không hết là vậy. Cho nên gắng cố gắng, cố gắng nhiều hơn. Ok, rồi, A Di Phật. Thôi thì năm mới sư phụ không có điều gì chúc cho quý vị. Chúc đã nhiều rồi. Đấy ha. Một lần nữa chúc cho quý vị tất cả mọi điều tốt trên bước đường tu hành, trên bước đường thiền định, trên bước đường trở về với cội nguồn nguyên thủy, với cội nguồn giải thoát của mình. Và chúc cho quý vị trong cuộc sống được an lạc và bình yên. Và cuối cùng nữa, chúc cho quý vị làm ăn phát tài. A Di Phật. Cái này chắc ai cũng mong cái câu cuối cùng. Quý vị thân mến, năm 2019 là một năm đặc biệt khi dòng âm lưu Thượng Đế đã được ban trải và lan tỏa khắp năm châu. Chúng sanh thế kỷ 21 đã được đón nhận 10 quyển CD Rumah Collection tuyển tập các nhạc phẩm về quê hương, tình và đạo qua giọng ca của vị Minh Sư tại thế, Minh Sư Rumah. Người người nhà nhà đều vang lên những nhạc phẩm chứa chan tình yêu thương mà Minh Sư Rumah gửi gắm từng thông điệp, từng lời giảng thấm đẫm chân lý đến muôn sinh trên địa cầu. Nghiệp lực vô minh của thế giới ma dương đã che mờ con đường trở về thiên quốc của chúng sinh, khiến họ không phân biệt được đâu là con đường chân chính của người tu hành. Rồi từ đó, chúng sanh quên mất đi Phật tánh cao đẹp bên trong mình, cứ mãi đắm mê và mãn túc trong cạm bẫy danh lợi, dục vọng, vật chất nhân gian. Chúng sanh chỉ biết có mạo gạo tiền, chỉ biết một đời làm lùng trong cõi mờ xa, chỉ tìm danh vọng, chỉ bám vật chất nên lao vào ngục tội. Bao chơi này vẫn chạy rộng bao la, nhưng hơi ai con người thì nhỏ bé, chạy đặt tròn si ai với ai, biết có ngày gặp lại, bởi sinh tử nằm trong tam giới luân hồi. Và Minh Sư Rumah đã đến nhân gian này. Gần 15 năm qua, Minh Sư Rumah đã miệt mài đi khắp nơi trên thế giới để ban trải và duy trì mạch pháp diệu âm thượng thừa đến với chúng sanh thế kỷ 21, giúp họ khai mở trí huệ cao quý bên trong qua giọng âm lưu của Thượng Đế. Giọng ca Minh Sư Rumah là lời thức tỉnh những ai còn đắm mê trong biển khổ nhân gian. Hãy lắng nghe thánh âm từ càn khôn vũ trụ. Hãy thoát khỏi giấc ngủ trầm mê bao đời kiếp để bước theo ánh sáng Minh Sư tu hành giải thoát một đời. Đời người vất vả trăm luân, cuộc sống đâu dễ tầm an lành. Đừng để ích kỷ tranh giành hằng tu, hoang loạn tan tành người ơi. Phải tìm chân lý sáng ngời, muốn sống vui đời phải tìm Minh Sư. Đời người như giấc mộng hư vô, muốn sống ý nghĩa phải tìm có trí huệ. Đạo lý chân chính của kiếp nhân sinh vốn bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là lời thông điệp Minh Sư Rumah gửi gắm đến với tất cả thiền sinh diệu âm và chúng sanh thế kỷ 21 trong CD Vol 11 Sáng Ngời Chân Như.
hãy bước đến con đường tu hành tâm linh cao thượng, sáng ngời chân như mà Thượng Đế, Phật, Bồ Tát đã giảng dạy cho muôn sinh khắp bao thế kỷ qua. CD Phone 11 Sáng ngời chân như chính thức được ra mắt trong khóa bế quan lần thứ 57, được tổ chức tại Thiền đường Campuchia nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Xin mời quý vị cùng đón nhận ân điển đặc biệt từ Minh Sư Tru Ma Tôn Kính, đón nhận dòng âm lưu Thượng Đế cao quý từ Càn Khôn Vũ Trụ. Đời người vất vả trăm luân, cuộc sống đâu dễ tầm an lành. Xa thẳm chân trời, đó là Hà Tiên, quê cha đất mẹ. Miền Trung nước tôi, nơi bao người đau khổ, nước lũ quanh năm, kiếp người sao quá khổ đau. Nông nước khu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò y nhàn thành bài ca. Em nơi nào hãy về nơi chốn mây, nơi đô thành không phải để cho em. Ta trở về trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình. Hôm nay tôi về thăm lại một vùng quê xưa. Về tôi ơi, về tôi, đừng tranh đua danh lời mà quên lãng, nhớ tìm về mái ấm mẹ trong. Dòng sông thấm thầm thập thoáng, con chuồng bé nhỏ tới mong manh. Con đường xuất gia không phải là con đường buồn, luôn luôn thanh nhàn là con đường hạnh phúc, là con đường vinh quang và muôn vàng khó nhọc, nhưng trải dài niềm vui bên trong hạnh phúc vĩnh hằng. Trái
xa thầm chân trời. Đó là Hà Tiên, quê cha đất mẹ. Nhìn ngó quê hương trang giang buồn điệp khúc, con thuyền ra khơi ngược bãi nước sông còn. Nhìn xa chung dương ta ngắm ngồi, dặn thơ ta di nhớ lại quê hương ngày đó. Nắng buồn nắng chiều sâu thẳm trái tim ta, biển mênh mông cuộc đời bèo dạt trôi xa.